Xin kính chào quý vị khán giả, chào mừng quý vị đến kênh YouTube của Mark Home. Quý vị thân mến, hiện tại chúng tôi đang có mặt tại số 180 Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội. Đây sẽ là trụ sở chính của Mark Home tại miền Bắc. Và ngoài khu vực miền Bắc thì chúng tôi sẽ còn có rất nhiều các trụ sở khác trải dài từ Bắc vào Nam nha quý vị. Và tất cả các trụ sở này của chúng tôi đều là nơi làm việc của các kiến trúc sư, cũng như là nơi trưng bày tất cả các sản phẩm vật tư vật liệu do Mark Home của chúng tôi trực tiếp sản xuất và phân phối độc quyền. Và đồng hành cùng với chương trình của chúng ta trong ngày hôm nay đó chính là anh Trương Đức Anh, trưởng phòng vật liệu dựng. Chào anh ạ. Xin chào Ngọc Huyền, chào quý vị khán giả. Không biết là ngày hôm nay thì Đức Anh sẽ giới thiệu với Ngọc Huyền cũng như là quý vị khán giả về vấn đề gì vậy ạ? Ngày hôm nay thì xin phép được giới thiệu với quý vị khán giả và Ngọc Huyền về một trong những loại vật liệu quan trọng nhất của công trình. Dạ. Đấy là phần mái ngói. Thì hiện nay là trên thị trường đang có hai dòng mái ngói chính. Thứ nhất là mái ngói tráng men, cái thứ hai là mái ngói xi măng ép. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về dòng ngói xi măng ép. Dạ. Thì như quý vị và khán giả có thể thấy là đằng sau chúng tôi đây là những viên ngói mẫu của Mark Home. Và đây là khung vì kèo siêu nhẹ. Thì hiện tại trên thị trường là, như Ngọc Huyền có thể thấy là gần đây là những cái mẫu mã thiết kế nó đang có sự đổi mới, đặc biệt là về phần mái ngói. Ngày xưa thì các công trình chỉ có phần mái ngói đỏ thôi. Nhưng mà những năm gần đây là đang có những màu sắc khác biệt. Thứ nhất là phù hợp với 3D của công trình, phù hợp với cả cái ngoại thất công trình. Cái thứ hai nữa là nó sẽ phù hợp với mệnh của gia chủ. Thì chúng ta đang sử dụng đây là sử dụng mái ngói là mái ngói xi măng ép. Vậy thì không biết là cái ưu điểm của cái loại mái ngói xi măng ép này thì nó sẽ như thế nào? Để nói về ưu điểm của ngói xi măng ép này thì chúng ta đầu tiên phải nhắc đến màu sắc. Màu sắc của viên ngói xi măng ép sẽ rất là đa dạng. Và nó lựa chọn được theo màu sơn của công trình. Cái ưu điểm thứ hai là về độ cong vênh của viên ngói xi măng ép này sẽ rất thấp, và giữa các viên ngói với nhau sẽ có một độ đồng nhất về kích thước và không có sự sai lệch, nên là trong quá trình lắp ghép và sử dụng sẽ rất là khít. Đây là chúng ta đã bắn mẫu lên đúng không ạ? Đúng rồi. Đây là một cái khung mẫu điển hình. Tức là đây là khung vì kèo siêu nhẹ. Và đây là những viên ngói. Thì viên ngói chúng ta sẽ được bắt ở trên khung bằng hai con vít. Như quý vị có thể thấy là giữa các viên ngói thì sau khi lắp ráp xong sẽ rất là khít, sẽ giảm được tối đa cái việc là nước hoặc là gió hất ngược cái nước mưa trong quá trình sử dụng và trong công trình so với viên ngói tráng men. Và Ngọc Huyền có để ý được đây là tất cả đều là thương hiệu của Mark Home hết nha quý vị. Và ở bên này thì sẽ là có cái ký hiệu về cái loại ngói đúng không? Đúng rồi, đây là ký hiệu và mã màu. Mã màu luôn. Đấy. Bởi vì là trong tất cả các thiết kế của Mark Home thì thứ nhất sẽ có hai mã. Thứ nhất là mã màu sơn và thứ hai là mã màu ngói. Đây là những mã màu mà sẽ được đưa trực tiếp vào trong phần thiết kế 3D của công trình. Để xong quá trình chúng ta xây dựng thì sẽ rất dễ lựa chọn và đưa được đúng cái mã màu của các bạn kiến trúc sư vào trong công trình. Và không những chỉ là cái mái ngói đâu nha quý vị. Và ngay cả cái khung đây, khung vì kèo này nữa này, cũng đều là thương hiệu của Mark Home hết ạ. Đó. Và Đức Anh có thể là chia sẻ với Ngọc Huyền với quý vị khán giả đôi chút về cái loại khung kèo này không? Khung kèo này là của Mark Home là khung kèo AZ150. Thì hai mặt đều được mã kẽm và đây là khung kèo vì kèo siêu nhẹ. Thì những ưu điểm của vì kèo siêu nhẹ đấy là trong quá trình chúng ta lắp ráp và sử dụng thì sẽ rất là đơn giản. Cái thứ hai nữa là trong quá trình mà sau này nếu như một viên ngói xảy ra vấn đề thì việc sửa chữa thay thế một viên ngói sẽ dễ hơn cái khung thép hộp ngày xưa. Có nghĩa là nó cải tiến rất là nhiều đúng không ạ? Nên là vì những cái công nghệ mới nên là Mark Home hoàn toàn là tự tin bảo hành cho quý vị khán giả về phần khung vì kèo này trong vòng 30 năm. Và để cho Ngọc Huyền cùng quý vị khán giả sẽ hiểu hơn về cấu tạo cũng như là quy trình sản xuất một viên ngói thì tôi xin được phép mời Ngọc Huyền và quý vị khán giả cùng chúng ta cùng tham quan nhà máy sản xuất của Mark Home. Bây giờ chúng ta sẽ đi luôn ạ? Đúng rồi, chúng ta đi thôi. Xin mời ạ. Xin mời. I need you.
giới thiệu với quý vị khán giả và Ngọc Huyền thì đây chúng ta đang có mặt tại nhà máy sản xuất viên ngói. Đứng bên cạnh tôi đây là anh Hoàng, giám đốc sản xuất tại công trình. Chào anh. Chào anh. Thì hôm nay là anh Hoàng sẽ cùng với Đức Anh và dẫn Ngọc Huyền cùng quý vị khán giả đi tham quan quy trình sản xuất. Ok, mời anh xin mời. Anh ơi, em hỏi qua một chút nhé, vậy thì không biết là cái quy mô nhà máy của mình đây thì nó rộng tầm bao nhiêu nhỉ? Khoảng 1,5 hecta. 1,5 hecta? Ừ. Bao gồm nhiều phân khu không anh? Phân khu thì nhà máy thời là để ra làm 3 phân khu. Dạ. Một phân khu sản xuất bên dọc tạo hình của viên ngói. Dạ. Thì phân khu đầu tiên, xong đến ra là phân khu thứ hai là phân khu dưỡng và hấp sấy, mổ mộc, khu thứ hai. Và phân khu 3 là phân khu sơn để là phân khu cuối là tạo hình nào và là để là khu cuối của viên ngói là ra công thành phẩm. Thế thì đây giới thiệu các bạn, đây thì khâu nguyên liệu thì làm hoàn toàn tự động hóa hết. Cấp nguyên liệu thì nhà máy có một khu nguyên liệu là sau là máy cát đã được mua qua máy xúc lên dây chuyền, là bắt đầu công nhân gần bật máy là tự động họ sàng cát, họ lọc tất cả những cái viên cát sỏi to lọc ra, xong nó được cấp lên cái khu nguyên liệu. Anh có thể giới thiệu cho mọi người cùng biết là trong thành phần của viên ngói, thành phần để cấu thành lên cái xương viên ngói là mình gồm những thành phần nào không? Phần là cấu tạo lên viên ngói, thì viên ngói này là viên ngói chúng ta gọi là công nghệ của Nhật, thì nó gồm có là cát, xi, cho bay. Cụ da nó gồm có sợi da cường CBA và sơn. Sợi da cường đấy như em thấy là thường được ứng dụng ở trong bê tông để làm tăng cái khả năng chịu uốn cũng như đúng là uốn của ngói. Ngói cũng là lên nữa, chịu với lực thời tiết của mình là rất khắc nghiệt, nóng lạnh kho ngót là một cái hai nữa là mới thời gian chịu được ở trên mái ngói muốn bền ấy, thì phải có sợi. Đấy thì sau khi dập ngói thì nhà máy đưa vào cái hầm để chưng cất, đang hấp sấy để làm sao viên ngói là ra là đảm bảo cái cường độ. Trước khi bê tông nó đẩy được cái nước kiềm ra như đồng chí chủ tịch vừa nói, là kiềm cái ngói nó sẽ được cấp nước liên tục trong 8 tiếng, lúc nào nó đủ lo nước thì là nó viên ngói sau nó sẽ đạt được cái cường độ của viên ngói. Bê tông nó sẽ là mình đẩy toàn cố gắng là đẩy tối đa được lượng kiềm ở trong thân viên ngói. Đúng rồi. Sau kiềm này cái lớp sơn nó sẽ được đảm bảo và hơn. Tất cả những cái phần nào còn lại của viên ngói mà nó chưa có cái sự cấp nước đủ để liên kết thì nó cấp lốt. Ở bê tông thì biết đấy là nó càng nước càng đủ thì bê tông càng dai và càng cứng. Thì đây nhà máy hệ thống xả cát xong cấp cho đó, đây là 8 cái máy dập. Nhà máy là sản xuất 2 ca. Cái này là dập tạo hình đúng không anh? Dập tạo hình. Đây là có một cái máy trộn tự động, thì gồm có các cái cân đo là ví dụ là xi bao nhiêu, cát bao nhiêu theo tỷ lệ định lượng của từng mặt ngón. Nhà máy xong bắt đầu là đi cấp liệu cho tất cả máy đang chạy. Như một máy dập đây thì một ngày sẽ ra được khoảng bao nhiêu viên ngói ạ? Một ca của một máy này là từ 1.800 cho đến 2.000 viên trên một ngày. Đây là 8 máy. 8 máy. Đấy là một ca. Còn ca là rất. Một ca thì rất. Cái máy này thì đang dập khoảng bao nhiêu tấn luôn nhỉ? Máy này là máy 200 tấn. 200 tấn. 200 tấn để dập lên một viên ngói. Thì chúng ta sẽ có một cái xương viên ngói tương đối là chắc chắn. Đấy thì các đồng chí em biết đây. Em viên ngói dập ra, vừa dập ra đấy. Là viên ngói nó độ mịn đẹp như này. À. Đấy. Mát này như sứ luôn. Đấy. Bề mặt rất là bóng đẹp. Các công đoạn là đây gồm có ngói sóng. Hai máy này chạy ngói phẳng. Ở đây là chạy ngói phụ kiện. Quý vị ơi, hiện tại thì khi mà đến đây thì tôi lại gặp một cái gương mặt cũng khá là quen thuộc ạ. Chào anh đến đây lâu chưa? Anh đến đây cũng khá lâu rồi. Đang đi cùng với anh Tuấn, giám đốc quản lý ở đây. Dạ. Đang xem qua dây chuyền, có quy trình làm việc. Đây là
các cái ngói trong ra xong thì để ra đây thì đánh dấu cái ngày sản xuất này. Đấy. Ở đây là cái lô ngày sản xuất đây. Ngày sản xuất. Sau KCS và kế toán sẽ xuất cho bên sơn là theo ngày thô lô. Okay. Có đánh dấu vào để cái kiểm soát chất lượng. Đấy như là chú Tuấn nói là nó rơi vào từ khoảng 18 đến 20 ngày trở lên. Thì bên ngói nó gọi là phân hóa hoàn toàn trong cái xi măng và cái phụ da nó đều với nhau, nó không có phản ứng gì nữa. Đây là dòng phân khúc của cao cấp Vico. Nhà máy có hai dòng. Dòng này cao cấp hơn ạ? Cao cấp hơn. À. Anh có thể so sánh là cái dòng cao cấp với dòng thường nó có đặc biệt gì, giống có khác nhau không? Giống nhau thì nó chỉ giống ở bên ngói. Thế còn khác nhau thì nó khác nhau về chất lượng. À. Chất lượng này là gồm có đi, nó đi từ xương bên ngói đã thiết kế và đã là nó khác từ xương cho đến chất lượng sơn. Thì đây thì chúng ta là sản xuất thì chúng ta cũng phải có đầy đủ cái yếu tố để phục vụ theo nhu cầu khách hàng. Cái phân cấp, ví dụ ở trung bình, ở mức khá, ở cao cấp. Viên ngói sau khi dưỡng đủ ngày thì được sơn với dây chuyền sơn tự động thì công nhân sẽ giải lên đây. Đấy, qua hấp xấy điện, xong đến lớp phun lót. Cái ngói này sẽ phủ làm 3 lớp. Đây là phủ lót cao cấp để tăng cường độ bám dính và cái thử. Lót này sẽ còn chống tấm kiềm. Chống tiềm, chống tấm kiềm. Đấy. Đây là một lớp sơn lót chống kiềm. Lót, đấy. Một lớp sơn thứ hai là sơn gì ạ? Sơn màu. Màu đây màu. Là phủ làm hai lớp. Đây, ông chí nhìn đây, buộc sơn. Sơn hai lớp màu. Hai lớp màu. Đấy. Đây nó đi làm 3 bếp. Một giờ ở đây gấp ra khoảng hơn 1.000 viên. 1.500 viên. Tự động nó giải thôi. Đây là khi sơn xong qua đây lại hấp sấy tiếp. Sấy tiếp. À, để kho khô ra đây hoặc là đấy, đây ra đây viên ngói ra là sắp khô. Cần khô. Giai đoạn này đã xong chưa anh? Thế là xong rồi đấy. À. Xong ra đây bắt đầu là khô rồi, dần công nhân là thu đóng gói sản phẩm. Công dây chuyền thì khá là nhanh nhỉ. Đi từ đầu kia đến đầu này nó hoàn thiện rồi. Tức là sấy bằng điện, quạt mát. Nghĩa là hoàn toàn tự động luôn đấy ạ. Nhân viên chỉ cần việc lấy ngói và sau đó đóng gói thôi. Ra đây thì có kiểm soát lại, chẳng may mà có viên nào nó có lỗi. Đây này. Công nhân thì tôi loại ra, xước tí như này là hỏng quá. Dạ. À nó chỉ hơi xước một tí thôi tí là đâu. Nó loại rồi. Viên ngói vẫn nguyên KTS là đứng cuối chuyển mà. Dạ. Công nhân xong thì ra dây chuyền đóng gói ở màng kho này. Kho và dây đai. À. Có cả dây đai và dây kho. Anh ơi, thế vậy thì quy mô nhà máy của mình ở đây không có khoảng tầm bao nhiêu nhân viên hả anh? Nhân viên tức là công nhân. Công nhân. Khoảng 60 người. 60 người. 60 người. 2 ca liên tục. Đấy, thì trước khi xuất hàng thì cũng được đây đóng hết, đây là thông đóng gói. Quấn hết để cho khách hàng về nó đỡ xô. Đây nên là bảo vệ viên ngói thẩm mỹ. Dạ. Nó phải đảm bảo về cái độ bám bụi rồi là nước lôi cái hoàn thiện hết. Thế là vừa rồi thì mình đi tham quan toàn bộ cái quy trình để sản xuất ra một viên ngói đúng không? Đúng rồi. Nên là kho thành phẩm. Dạ vâng. Thì ở đây cấp hàng ấy thì nếu mà ở địa bàn gần người ta cẩu luôn cả pallet này lên. Đấy là rất nhanh. Dạ. Nhiều nơi như lấy ở miền Nam thì họ xếp vào công, họ đi đường biển thì là chưa quấn này bộ họ xếp vào công nhưng mà bảo quản kê kích rất là chắc chắn để vào đảm bảo cái ngói đến nơi xa. Đây là các cái hàng mẫu để đi, ví dụ như nhà nào xây nhà mà chọn khoảng 5-3 viên để chọn màu sắc thì công ty cũng cấp mẫu để họ có thể là nhìn thấy hình ảnh bên ngoái là một này, hai là cái màu này tôi thích, thế bắt đầu là mới test về nhà máy mới làm đúng theo yêu cầu. Ví dụ họ xin cấp vào cho tôi bây giờ là gia chủ người ta đang cần 3 hoặc 5 màu để cho họ lựa chọn thì nhà máy cấp cho. Đây là mẫu đấy ạ. Mẫu để họ chọn màu. Dạ.
Ơi, chào quý vị các bạn, thì tôi hiện tại đang đứng với lại anh Tuấn. Dạ. Rồi, chào anh. Anh Tuấn hiện tại là đang là giám đốc phụ trách toàn bộ khu nhà máy này, tương đối là lớn. Mình đầu tư cái này tầm hết bao tiền anh? Dạ, 10 triệu đô ạ. À, vài triệu đô đấy. Dạ, 10 triệu đô. Đây là mình đang đứng ở trong cái phân xưởng là phân xưởng cán keo nhẹ. À, vì keo nhẹ. Thép màu. Rồi, hiện tại đây là mình đang có màu vàng này, màu trắng, màu xanh. Trắng và màu xanh. Dạ. Màu nâu nữa sao ấy nhỉ? Có màu nâu nữa. À, có màu nâu có à? Màu nâu. Thế theo cái nhu cầu của khách hàng thì mình sẽ có những cái option để cho họ lựa chọn. Bên Mac Home hiện tại đang xài nhiều nhất là màu vàng và màu xanh. Ok anh. Bởi vì cái dòng màu trắng này thì nó hơi lỗi thời rồi. Nên là khách hàng lại không ưa chuộng nhiều bằng màu vàng và màu xanh. Ok. Tức là cái này là mình nhập khuôn về và sau đấy là mình cắt. Mình sẽ nhập phôi có thể từ Nhật. Rồi. Hoặc là có thể từ Lam Kim hoặc là từ Đông Á. Rồi. Thế sau đó thì về mình sẽ dùng hệ thống máy định hình cán. Rồi. Đấy, mình cán ra các cái này và mình in ấn tạo ra các cái nhãn hàng này. Rồi. Đấy, và xử lý cái bề mặt làm sao đảm bảo được cái độ chống chảy xước cũng các cái vấn đề về an toàn về bề mặt. Cái này là chống hen gỉ đấy đúng không anh? Ví dụ như những cái nhà mà giáp với lại vùng biển nên là oxy hóa mạnh là mình không vấn đề gì đúng không? Cái này những thì cái nó có một lợi thế là cái thép này là cường độ rất là cao, G lên 550. Các thép rồi. Trắng bình thường mà mạ kể cả như là mạ của Hòa Phát rồi. Thì G350 trở về. Thì cái thép này thì cái cường độ nó cao hơn này. Cường độ cao hơn. Cái thứ hai hơn. Nó được mạ cả trong cả ngoài. Tức là anh hình dung là cả hai mặt nó đều được mạ. Rồi. Và nó mạ là mạ khô, công nghệ mạ khô, công nghệ mạ chống chảy xước và chống ăn mòn rất là cao. Đúng rồi. Đấy. Nên là nó không bị oxy hóa. Vâng. Và đặc biệt là bên này thì mình dùng các cái lớp mạ rất là dày. Lên đến AZ150. Dạ. Chi phí hơi cao hơn một chút nhưng mà mình an toàn đúng không? Dạ. Và sử dụng độ bền, độ mỏi thép cũng rất là tốt, xử lý rất tốt về cái vấn đề độ bền. Bên này là cái dây chuyền mình cắt đây. À, bên đây là cán và cắt. Dạ. À. Cán và cắt. Cán và cắt. Dạ. Và in ấn rồi. Tạo ra các cái mã sản phẩm. Đã. Ok. Thì đây là đang khâu hoàn thiện cuối cùng về phần cơ khí đã lắp đặt xong. Đang đấu điện để cho công dây chuyền sớm hoạt động. Có nghĩa rằng là ở đây thì chuẩn bị hoạt động chị vẫn chưa hoạt động đúng không? Đúng rồi, cái này chuẩn bị hoạt động. Đấy. Trong tháng tới này sẽ ra sản phẩm. Cơ khí lắp xong hết rồi. Máy là đánh xong rồi, là đấu điện xong rồi đưa nguyên liệu vào hoạt động. Một ngày ở đây nhanh vừa nói đấy, khoảng sản xuất khoảng tầm bao nhiêu viên ngói nhỉ? Một ngày công suất nhà máy bây giờ đấy là 8 máy mới tôi lấy bình quân là 1.800 đến 2.000 trên một máy thì một ca của họ là được khoảng 1.800.000 đến 2.000.000 đấy, 1.600.000 8, 2, 16 mà 2K liên tục rơi vào hơn 3.000.000 tất cả về cái máy lọc lẫn phụ kiện hoàn thiện, tức là cứ các máy thì mỗi máy một chức năng khác nhau, máy thì dập ngói chính, máy thì ngói phẳng, ngói sóng, máy thì phụ kiện, trên các máy đều lắp các khuôn vậy. Ra đến đây rồi thì chúng ta lại gặp nhau. Vâng, sau đi qua một vòng đúng không ạ? Vậy thì cho Ngọc Huyền hỏi một chút nhá. Vừa rồi thì Ngọc Huyền cũng với Đức Anh ạ, thì cũng đã được có dịp đi tham quan toàn bộ khu vực cái nhà máy sản xuất ngói rồi. Vậy thì anh Tuấn thì sau quá trình anh tham quan anh có cảm nhận như thế nào? Thực ra là ngói là một trong những bộ phận rất là quan trọng giúp cho bảo vệ tòa nhà. Đặc biệt là ngói có bền thì tòa nhà mới bền, sơn mới bền được. Thế nên là cái việc mà quan tâm đến cái chất lượng hay cái quy trình sản xuất hay là những cái đặc điểm nổi bật của những dòng sản xuất sản phẩm Mac Home luôn luôn được chúng tôi quan tâm lên hàng đầu. Bởi vậy là ngày hôm nay chúng tôi muốn cùng với quý vị khán giả chúng ta xem qua cái quy trình sản xuất có đảm bảo được yêu cầu hay không và cái màu sắc chất lượng có phù hợp trong những thời gian tới hay không. Thì thời gian vừa rồi là tôi cũng khá là bận trong cái lúc làm việc với lại các anh em quản lý xưởng nơi đây nên là để Ngọc Huyền với lại Đức Anh dẫn chương trình. Hy vọng rằng số vừa rồi để giúp được quý vị khán giả có được cái nhìn tổng quan về một cái quy trình sản xuất ra những cái sản phẩm cao cấp về chất lượng. Chắc chắn rằng là quý vị khán giả nào mà cần tham khảo thêm thì có thể tới bất kỳ các showroom nào của Mac Home ở trên toàn quốc. Mac Home đã có tại miền Bắc, miền Trung, miền Nam, Tây Nguyên, miền Tây rồi. Nói chung là vị trí nào cũng rất gần mình rồi. Đúng không Ngọc Huyền? Thời lượng hôm nay thì có lẽ là tôi xin phép tạm dừng tại đây thôi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những số tiếp theo. Xin chào.